Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2024, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba về chuyến thăm này cũng như quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước. Xin chào đại sứ, cảm ơn đại sứ đã trả lời phỏng vấn của đài VTC. Thưa đại sứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin đại sứ cho biết ý nghĩa chuyến thăm này đối với quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm và phu nhân sắp có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh sẽ hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm một số địa điểm ở Trung Quốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng, đồng thời cũng sẽ có cuộc gặp với các nhân sĩ hữu nghị Trung Việt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là sự tiếp nối sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam rất thành công vào năm 2023 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho sự phát triển quan hệ hai đảng, hai nước, hai bên đều coi nhau là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao. Với nỗ lực chung của cả hai bên thì quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng được củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu. Theo đại sứ, đến nay đã có những kết quả đáng chú ý gì từ việc hiện thực hóa nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng cũng như là tuyên bố chung hai nước? Hiện Trung Quốc và Việt Nam đang nỗ lực cùng nhau thực hiện những nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng cũng như tuyên bố chung hai nước. Việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đã có những bước khởi đầu rất tốt. Về quan hệ chính trị, đó là sự trao đổi, giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước luôn được duy trì chặt chẽ. Về an ninh quốc phòng, hai bên có hợp tác ngày càng thực chất hơn. Về kinh tế thương mại, về đầu tư, tiếp tục duy trì đà phát triển ở mức cao. Có thể nói, hai nước đã cùng nhau hỗ trợ thực hiện tuyên bố chung năm 2023 về phương hướng hợp tác sâu hơn, thúc đẩy sự hợp tác phát triển trên tất cả lĩnh vực và đạt được những tiến triển rất tích cực. Năm 2025 đánh dấu 75 năm Việt Nam-Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo đại sứ, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ có cơ hội gì trong thời gian tới? Năm nay và năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt với quan hệ hai nước. Năm nay là kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu hoạt động cách mạng. Ôn lại lịch sử để thấy rõ mối tình thắm thiết Việt-Hoa vừa là đồng chí, vừa là anh em, thể hiện sinh động quan hệ hai đảng, hai nước. Sang năm, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước cần tiếp tục kiên trì thực hiện những định hướng chiến lược mà lãnh đạo hai đảng đã đề ra, ủng hộ lẫn nhau đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình của mỗi nước, cùng nhau thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Thời gian tới, tôi nhận thấy trong hợp tác hai nước, cơ hội vẫn nhiều hơn thách thức. Hai nước cùng nhau gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để tạo thuận lợi cho phát triển của mỗi nước. Trong tuyên bố chung năm 2023, hai nước đã đề ra phương hướng sâu hơn, trong đó có kiểm soát và giải quyết hơn những bất đồng. Chúng ta phải tuân theo nhận thức chung đã được lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nước thông qua hiệp thương và kiên trì đối thoại để kiểm soát, giải quyết vấn đề bất đồng, không làm cho những bất đồng ảnh hưởng đến đại cục, làm phân tán sức lực của hai bên và không làm tổn hại đến tình cảm của nhân dân hai nước. Xin cảm ơn đại sứ. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sắp có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8, theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn tới xu thế phát triển của quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mong muốn của hai nước trong việc thúc đẩy thực hiện thỏa thuận chung cấp cao, đặc biệt là những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm lịch sử của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vào năm 2022 và chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam vào năm 2023, theo tinh thần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Qua cái chuyến thăm, chúng ta khẳng định cái sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của ta, và cũng qua đó tiếp tục cái đối thoại chiến lược ở cấp cao nhất và tăng cường cái quan hệ làm việc tốt đẹp giữa hai đồng chí đứng đầu hai đảng và hai nước. Và qua cái chuyến thăm như vậy, chúng ta cũng thúc đẩy được cái hợp tác với đối tác vừa là láng giềng, vừa là một nước xã hội chủ nghĩa và cũng là một nước lớn. Qua đó thì củng cố cái môi trường đối ngoại và cái vị thế đối ngoại thuận lợi, tranh thủ cái nguồn lực bên ngoài cho việc thực hiện thành công những cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và việc triển khai công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế do Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sau hơn 30 năm thực hiện bình thường hóa, đặc biệt là sau hơn 15 năm kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện năm 2008 đến nay, đã có những bước tiến nhanh chóng và ngày càng sâu sắc toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đầu năm 2024 đến nay, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, không khí hợp tác lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân. Hai bên đều đánh giá quan hệ song phương đang ở mức độ sâu sắc, toàn diện, thực chất nhất từ trước đến nay trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đều rất mong đợi cái chuyến thăm và kỳ vọng sẽ đạt được những thành quả. Trọng tâm là tiếp tục triển khai cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận đã ký kết, đưa hợp tác thực chất đạt tiến triển mới, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như kết nối về đường sắt, thương mại, nông sản, đầu tư chất lượng cao, tài chính tiền tệ, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân, thông qua trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, thực chất về vấn đề biên giới, lãnh thổ, để cùng nhau xử lý thỏa đáng những vấn đề tồn tại, kiểm soát và giải quyết tốt hơn các bất đồng trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến đà phát triển lành mạnh, tốt đẹp của quan hệ hai đảng, hai nước, góp phần duy trì và hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Với sự coi trọng đặc biệt và phối hợp chặt chẽ của cả hai bên, chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân được kỳ vọng trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.